con, in order to borrow it, you're gonna convince her. There's no convincing this woman. There's nothing. You gotta convince her. I'm not. I can't. You want this one? I give you this one. You have to share. You can keep it. I'm okay. Thank you. My peepers? You can keep your sticker. Try to convince her more. JD, try to convince Dini more. Say, I will give you a kiss. Can I borrow it? Go. I will give you the kiss. I borrow it. Okay, go give her. You're gonna give me a kiss so you can borrow it? That's a good one. Yeah. No, go. That's daddy work. Oh, you really? Daddy play the same game? Yeah. Oh my goodness. Daddy, yeah. Oh. So Daddy and Jeannie play in the same game? Can I... Oh, trời ơi, hung kìa, hung kìa. Ờ, biết sao không? Can I borrow your monster? I will give you this. Can I borrow you this? Không, no, mẹ. Can I keep it? Yes, you can. So you need don't let you borrow the monster? That's sad. That makes me sad. Oh, that makes me sad. Trời ơi, trời, đóng phim Hồng Kông. Nó đóng phim Hồng Kông luôn. Chịu không nổi đời luôn, thiệt tình. Trời ơi, trời cái áo màu vàng dữ vậy ta ơi. Trời cái áo màu vàng quá dữ luôn. Hả? Trời cái áo màu vàng quá dữ luôn. Buổi sớm đi chị đi ơi. JD, you want to borrow the monster? Yeah. For how long? 200. What do you mean 200? JD, you want me to buy you the same one? Yeah. They sell them on the Disney website for like $16. 16? Yes, I got mine for $8 though because I got it on sale. Yeah. Okay, I'm going to order for you now. Yeah, they have it. I think they have it in different sizes. Like, I want to see it on your phone. Okay, go Disney.com. Go on Disney.com. Yeah. What is the name of the monster? Know, it's like such a like. Hình như có mua đâu đi. Cô mua, I bought it in Disney Store. Disney Store. Nhưng mà chiều này có Disney Store đâu có đâu không? No, Disney Store mà ở Disneyland hả? No, thì ở Hollywood. I bought it at the mall. Hả? No, em. Cô bạn nhớ hả? Cô mua với anh à. Thế không? Yeah. Nhìn nhau, nhìn sao? Yeah. Ủa? Đi. Ủa làm gì à? Làm gì à? Đi gọi cho có hai con nhỏ nè. Ủa nó làm gì con trai, còn bà chay bà làm gì kìa. Chay chay con bò giống, con bò giống su với bà là cái chay. Bò giống su với bà là đi. Trời ơi. PJ mask. PJ mask. PJ mask. Ăn. Chay lại mừng chú Năm đi chay. Chú Năm về kìa. Lại ôm chú Năm cái, lại ôm chú Năm cái. Sao con? Something weird. Oh, Jenny chơi mấy cái gì mà lạ quá hả con? Yeah. Jenny chơi gì vậy con? Bấm bập 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 vậy hả? Nói nghe nè, tối nay á, năn nỉ Jenny cho mượn con này ôm ngủ một đêm. Nói Jenny ơi, sao? Jenny. Cho, làm ơn cho con mượn con này ngủ một đêm thôi. Cho con ôm bé ngủ một đêm thôi. Maybe. Baby. I'll think about it. Oh, là không gì đi, cái không gì đi, con cảm ơn gì đi. Cảm ơn gì đi. Gì đi đó, gì đi sẽ suy nghĩ về điều đó mà. I didn't say yes, girl. You're a kicker. I didn't say yes, I said maybe. Hey, can you pick him up, please? Dậm lên chơi đi kia. Con nói gì đi ơi, bây giờ con phải làm sao gì đi mới cho con mượn. Con phải làm sao, con đứng đi con hỏi đi, con phải làm sao. Nói đi con. Con nói đi con phải làm sao đây?
Làm gì á? Tự nhiên cúi đầu nhỏ xuống gì vậy? Phá hư của gì này không cho đó. Để mày về Michigan này mày mua cho con nha. Con nói gì nãy ơi, cho con mượn một đêm thôi. Một đêm thôi. Một đêm thôi. Mai con trả lại cho. Mai con trả. Con yêu gì đi? Cô yêu gì đi? Rồi lên hôn gì đi cái. Cô làm gì chuyện đã rồi là gì đi đưa con liền à? Mommy, see me here. Đứng đó đi, đúng rồi. Mommy, stand. Rồi con lại con ôm gì đi, hôn cái đi rồi gì đi cho mượn. Rồi ôm hôn gì đi cái đi, con nói con cảm ơn gì đi. Rồi xách con gấu tự ôm đi ra về luôn con. Mình phải lại mình chơi vậy đó mình mới mượn ta được phải không? Rồi đi qua khoe bà Nhung, nói bà Nhung ơi gì đi cho con mượn rồi. Đi khoe bà Nhung. Bà Nhung. À dì Ni cho con mượn rồi. Con hung dì Ni rồi. Thường lắm, thường y như rồi. Chừng quá, chừng rồi. Cái con kia mới 100 bạc, thường. Thấy không? Từ giờ về sau không mua nữa. Hai con rồi đó, cái con đầu tiên là hứa rồi, không mua. Bill về cho đã thôi. Cái gì con? Là làm sao? The Monster Movie. Rồi thôi đi rồi bye bye rồi. Trời ơi, nó hung em đó cô chú. Nó mượn được em về về nó ngồi nó hung. Nó nói I love you nữa chứ. I love you chu gì. À cái bóng đó hả con. Thôi đừng có chơi với nó đi. Thôi. Ngồi xuống. Yeah, ok, cái này không phải hơ, cái này là it. Nó mẹ con thấy. Con thấy cái bóng của cô. Nó kêu, có kêu con này bằng cô nè cô. Nằm xuống. Ngồi lên. Rồi con ôm em đi, ôm em đi. Đó, mẹ con thấy mẹ chỉ, mẹ con thấy mẹ chỉ con hay không? Mommy, I love you, mommy. Oh, I love you more, sweetheart. I see her. Can you keep her? Nó nói mẹ con yêu mẹ. Con hôn mẹ mến đi con. Con ơi, con hôn mẹ mến đi. Ôi trời trời trời. Làm sao con? Mọi người chào, it's really nice. Cậu not really nice hả con? Sao vậy? Cậu cúp phone nó bị mất sóng, nó cậu not really nice. Ôi trời, nó làm bướm mà gì trời. Nó đang nặng hình bướm. No. Con nói con gì con? À con nói con Mickey Mouse mà. Chiêu rồi. Con còn cái mắt nhiều hơn. Đâu có, còn có 5-7 hộp. Bán gì tặng đồ này kia. Ai mà mua tại vì ai mà mua nhị hoa có chừng 20 hộp trở lên đó. Cái mình tặng. Ông mua nó nhiều hộp. Chị Ni, nhìn nè. Chuẩn bị mà hết dịch là mẹ mày cho con về Việt Nam ở 3-4 tháng bên đó nghe chơi nha. Chứ mẹ còn không cho con ở đây nữa nghe chơi nha. Bây giờ tiếng Việt của con là con mẹ thấy là thầy nó có nguy cơ rồi đó. Không, phải cho. Để mẹ cầu mong sao cho 2021 qua mấy tháng hết. Tiếng Việt nó là nguy cho con về Việt Nam ở bên đó. Không biết tiếng Việt đó. Không, nguy cơ rồi. Về bên đó là không có một chút tiếng Anh nào nó mới ấy nổi chứ còn không. Ừ, nay hồi nhỏ nhờ về Việt Nam quá nhiều á. Ở gần 2 tháng luôn á. Nay hồi xưa nhỏ nhưng cho ở gần 2 tháng. I want two of them. I think it'd be two of them. The question. Ở đây tiếng Việt là khỏi lo với đây luôn. Nhiều lúc cô Nhung thét cái bằng tiếng Việt, đọc tiếng Việt luôn á. Sao đây hả? Ba thét còn bằng tiếng Việt hoài mà. Ừ, thét bằng tiếng Việt không á.
không cũng hai cũng cũng dễ, ví dụ mình đọc chứ nè. Okay. Con đang đen lam gì đo lại. Là chỉ đọc những từ nghĩ ra. Như con chữ ghét thì thôi. Chữ ghét nhưng mà cũng sai thì cũng hiểu. Wow. Nhìn đi, nhìn con nè. I got two dogs. Con có hai con. Con hai con. Ừ. Con có hai cái. Hai con biết gì nào? Ủa mà hồi nãy bà Thủy bà phe con cái gì vậy trời? Bà phe con cái hộp gì vậy? Hộp gì con? Bà Thủy khoe chơi cái hộp gì á? Hộp gì? Nói trong lũ nghe coi. Nãy bà Thủy cầm cái hộp gì hoa đó anh. Cái bà Thủy hỏi chơi chế nãy gì á? Gì hoa vậy trời? Cái xong bà Thủy nói mẹ bán gì vậy chơi? Mẹ bán dị hoa nghệ tây too. Đấy nó nói mẹ con cũng bán dị hoa nghệ tây đó. Bà Thủy nói đúng là con nhà nghề thì cái nhìn là biết liền. Đó, lần rồi mà cái chuyến này qua sao nó có duyên với đất sét, lần sau mua gì cũng có liên quan tới đất sét á. Châu nó đang đó. Rồi xong rồi, rớt bánh luôn. Xong. Rồi xong. Đau hả con? Cái gì vậy? Đau chân hả? Vậy ha vậy trai. Đâu đầu tóc của nó kìa. Đầu tóc rối mà. Ăn đi. Mình đã bù tóc rối phải không? Another good. Nuôi vậy đó. Mà, thấy không? 10, thêm 14 năm nữa thì biết bằng chị Ni đó. Thấy cái thời gian nó cũng tiếp không hả? Nuôi hết hơi hết sức. Vậy đó mà tới khi tới lớn rồi mình thấy nó lại lẹ. Ha. Chuyện kêu người ta làm xong rồi tự nhiên làm hư làm phá. Ừ, nó chuyên đề vậy đó, người ta làm xong. Cái gì nữa? Cái gì nữa? Làm xong mà con bóp rồi hư hết cái hình của người ta rồi. Other way, yeah. Sư phá mà. Trời. À, cô Nhung đi lấy cái xịt của bác gái á. Mọi người uống miếng cho khỏe à. Cái gì đó xin phải là xịt. Cái propolis hả? Cái mix vô cái mỗi người ly uống cho khỏe người ra. Cái thuốc